Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, Bitcoin đã giảm xuống 63.000 đô la, ghi nhận mức giảm 1,5% trong 24 giờ qua. Trên biểu đồ ngày, Bitcoin đã không thể vượt lên trên đường trung bình động đơn giản SMA20. Cả dòng tiền Chaikin CMF và chỉ số sức mạnh tương đối RSI đều đi ngang, cho thấy các nhà đầu tư có thể chứng kiến thêm một vài ngày diễn biến chậm chạp. Bitcoin tiếp tục hoạt động kém hiệu quả trong vài ngày qua khi không thể vượt qua mốc 65.000 đô la. Trong khi đó, một mô hình AI đã dự đoán giá Bitcoin có thể đạt mức cao mới chỉ sau 30 ngày tới. Crypto On-Chain, nhà phân tích tại CryptoQuant, đã đăng một phân tích nhấn mạnh một sự phát triển đáng chú ý. Phân tích đã sử dụng mô hình Deep Learning và AI để dự đoán hành động giá trong 30 ngày tiếp theo của Bitcoin. Mô hình AI đã được đào tạo dựa trên 370 chỉ số on-chain để dự đoán giá Bitcoin trong 30 ngày tới, dựa trên dữ liệu từ năm ngoái. Phân tích cũng bao gồm hình ảnh trực quan về giá thực tế so với giá dự đoán, theo mô hình cho các tập dữ liệu đào tạo. Mô hình AI dự đoán giá Bitcoin sẽ có đà tăng sau 25 ngày. Xu hướng tăng giá sẽ cho phép Bitcoin vượt lên trên 77.000 đô la. Kiểm tra dữ liệu on-chain, tỷ lệ mạng trên giá trị NVT của nó đã giảm mạnh. Chỉ số này giảm có nghĩa là tài sản bị định giá thấp, cho thấy giá có thể tăng. Ngoài những số liệu này, khá nhiều số liệu khác cũng có vẻ lạc quan về Bitcoin. Phân tích dữ liệu của CryptoQuant cho thấy dự trữ trao đổi của Bitcoin đang giảm. Tiền gửi trên các sàn giao dịch thấp so với mức trung bình trong 7 ngày qua. Những điều này chỉ ra rằng áp lực bán đối với Bitcoin đang giảm xuống. Ngoài ra, CDD nhị phân của Bitcoin có màu xanh lá cây, có nghĩa là chuyển động của những người nắm giữ dài hạn trong 7 ngày qua thấp hơn mức trung bình. Tuy nhiên, chỉ số sợ hãi và tham lam của Bitcoin có giá trị là 67. Điều này cho thấy thị trường đang trong giai đoạn tham lam, có thể gây rắc rối trong ngắn hạn. Thông tin tiếp theo, Uniswap thu hút sự chú ý lớn nhờ thành công trên mạng Arbitrum Layer 2 dựa trên Ethereum. Uniswap được công nhận là một trong những sàn giao dịch phi tập trung lớn nhất thế giới và đang tiến gần đến một cột mốc quan trọng về tổng giá trị bị khóa cho đến nay. Theo dữ liệu Dan Analytics, Uniswap trên Arbitrum sắp đạt tổng khối lượng giao dịch đáng kinh ngạc 150 tỷ đô la. Sự phát triển này cho thấy sự bùng nổ trong hệ sinh thái DeFi. Tính đến ngày 25 tháng 4, Uniswap đã đạt tổng khối lượng hoán đổi hơn 146 tỷ đô la chỉ riêng trên Arbitrum. Con số này đã tăng lên đều đặn kể từ khi nền tảng này được tích hợp vào Arbitrum vào tháng 6 năm 2021. Khối lượng giao dịch hạn chế ban đầu của Uniswap đã tăng trưởng ổn định trong giai đoạn tiền điện tử giảm giá vào năm 2022. Tuy nhiên, đã có một sự gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt là từ tháng 10 năm 2023, và sự gia tăng này báo trước sự bùng nổ của tiền điện tử, đưa Ethereum lên hơn 4.000 đô la trong quý đầu tiên của năm 2024. Sự phổ biến ngày càng tăng của Uniswap trên Arbitrum cũng liên quan đến thực tế là người dùng DeFi đang ngày càng chuyển sang các sàn giao dịch phi tập trung phổ biến. Một trong những yếu tố đằng sau điều này là Arbitrum cung cấp phí giao dịch thấp hơn so với mạng chính Ethereum. Arbitrum mang đến cho các nhà trao đổi trải nghiệm tích cực bằng cách cung cấp phí giao dịch thấp và môi trường có thể mở rộng. Block, một định dạng giao dịch mới được các nhà phát triển Ethereum triển khai gần đây, cũng góp phần cải thiện trải nghiệm này. Giá Uni đang giao dịch ở mức 7,55 đô la. Uni đã đạt đến mức 17 đô la trước khi bắt đầu giảm. Tuy nhiên, mức giảm giá sau điều chỉnh là đáng chú ý. Công ty phân tích tiền điện tử Santiment nhận xét rằng các altcoin, bao gồm cả Uni, đang nằm trong vùng cơ hội. Option Lab, nhóm đằng sau Arbitrum, gần đây cũng đã phát hiện ra một số vấn đề bảo mật trong phiên bản thử nghiệm mạng của Optimism, một mạng mở rộng quy mô lớp 2 Ethereum riêng biệt do Oplab tạo ra. Arbitrum và Optimism được gọi là tổng hợp Ethereum nhằm mục đích cung cấp chi phí giao dịch thấp hơn cho người dùng bằng cách gộp các lô giao dịch lại với nhau và sau đó chuyển tiếp chúng sang Ethereum ở dạng đã xử lý. Trong nhóm giải pháp mở rộng quy mô đó, cả hai lớp 2 đều được phân loại là các bản tổng hợp lạc quan, giả định tất cả các giao dịch mà chúng xử lý đều hợp pháp. Để ngăn chặn những kẻ xấu lạm dụng bản chất của Arbitrum và Optimism, cả hai mạng đều sử dụng bằng chứng gian lận. Một cách hiệu quả, mô hình bảo mật cung cấp cho người tham gia mạng một cửa sổ để thách thức các giao dịch và kiểm tra tính hợp lệ của chúng thông qua quy trình dựa trên quy tắc. Các vấn đề được Option Lab xác định liên quan đến thời gian dành cho người tham gia thực hiện các giao dịch cạnh tranh thông qua hệ thống ngăn chặn gian lận của Optimism. Theo bài đăng của Fenton, bằng cách lạm dụng thời điểm đó để làm lợi thế cho mình, kẻ xấu có thể đã lừa hệ thống chấp nhận lịch sử chuỗi gian lận hoặc ngăn hệ thống chấp nhận lịch sử chuỗi chính xác. Từ góc độ áp dụng, Optimism và Arbitrum là hai trong số những lớp lớn nhất trong số lớp 2 của Ethereum. Theo Dan Analytics, Arbitrum và Optimism đã xử lý lần lượt 1,7 triệu và 600.000 giao dịch vào thứ hai. Trong khi đó,
mạng chính của Ethereum có 1,1 triệu giao dịch. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.